nhiều người thật sự em thấy nhiều khách du lịch á, nhiều khi nhiều người không dám đi cầu này đâu. Chưa đầy 5 phút là chúng tôi đã dính vào được một con quỷ. Thơm không mình? Thơm quá. Thơm. Và cái học. Rất là tuyệt vời. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì Nam Vương đang có mặt tại xã An Thạnh 3 của huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, và chúng tôi sẽ đến một nơi khám phá rất là thú vị, đó chính là rừng bằng nguyên sinh. Và ở đây thì đến rừng bằng thì phải có một cái đường này là không phải qua cầu đường vòng, một đường là đi qua cây cầu tre, nhưng mà tôi chọn là đi qua cây cầu tre. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá nhé. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thấy trước khi vào rừng bằng nguyên sinh thì cảnh sông nước rất là hữu tình. Và hôm nay thì Nam Vương rất là vinh hạnh được anh Trần Văn Đương, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Cù Lao Dung, sẽ là người đồng hành với Nam Vương trong chuyến đi khám phá rừng bằng nguyên sinh. Anh Đương ơi, bây giờ là từ cái xuất phát từ mà lúc qua cầu khỉ đó anh, qua cầu tre chứ, là đến rừng bằng nguyên sinh là bao nhiêu mét anh? Thì chắc từ đây đến đó thì nó cũng khoảng gần hơn 50 mét thôi. Nhưng mà đường dễ đi không anh? Đường thì nói chung gập ghềnh rất là khó đi. Và đặc biệt là khi đến tới vô cái rừng bằng thì mình có một cái đoạn cầu tre khoảng gần 300 mét. Và vô đó mình có thể là khám phá rất là thú vị, có khỉ và nhiều loài động vật và sinh vật ở dưới bãi tắc rừng rất là nhiều. Thôi gì còn chần chừ nữa, mình đi liền anh ơi. Rồi mình cũng đi. Qua anh em thấy cái đường đi này là do bà con là đắp đất lên ha, bồi lên. Đây là do bà con đắp. Nó cao quá anh. Có thể là trên chủ trương của tỉnh phê duyệt bổ sung để đổ nhựa bê tông. Vì nếu mà từ cái chỗ mình dừng xe nãy đó, nếu mà mưa thì đi ở đây rất là lầy lội, rất là khó. Đúng rồi, cũng như là giống như những mùa hè thì mưa nhiều, nếu mà khách đi mà chưa có lộ đan thì nó dơ không anh? Phía ngoài này là sông anh? Ở đây là nếu mà đi thẳng xuyên qua luôn thì nó khoảng 800 mét là tới biển luôn đó. Tới biển luôn. Ngay đây là ngay cửa trần đề nè. Ngay cửa trần đề ha. Đây là cây đước phải không anh? Cây đước. Rừng đước. Cái này trồng khoảng mười mấy năm là cái đợt mà cơn bão số 5 đó. Là trồng thời điểm đó. Cầu tre ha. Cầu tre xuyên rừng. Đây. Quý vị và các bạn, hôm nay là bản là cầu tre xuyên rừng, trải nghiệm sinh thái rừng ngập mặn. Và đây là chiếc cầu tre. Anh ơi, em thấy cầu tre này nó hơi mỏng anh. Thôi giờ mình cùng trải nghiệm. Này phải vịn mới được. Cảm giác lần đầu trải nghiệm như thế này. Wow. Đi vậy nè thì khỉ nó trên cây vậy nè, vừa lo sợ mà cũng vừa thú vị. Cây xíu tò mò cái gì. Cái này nè, bước lên chắc lúng lắm anh. Cũng không lúng đâu, bởi vì nó cũng khô. Chứ có rễ cây rồi ha. Với cái thủy chiều nó lên xong rồi nó rút xuống á, cho nên thời gian này là lại có gió có nắng này cho nên nó gắn. Cái cầu tre này là mới làm nè, chứ hồi trước đây là chưa có. Mới làm từ lúc đón cái đoàn farm chip mà bữa ngày 9 tháng 11 năm 2019 á. Vậy cũng mới đây ha anh? Mới đây. Bởi vì thấy cây còn mới nè. Chứ trước đây thì mình không có được vô đây để khám phá gì đâu. Nhưng mà những cái cây tre thế này nó bền không anh ha? Cây tre thì nó bền. Nhưng mà chắc thời gian mưa tới thì có nước rồi, có nắng rồi chắc nó sẽ cái độ bền nó mục. Ở đây thì chỗ em xin cho cái chủ trương kêu gọi các nhà đầu tư, ông nào đó ông có cái điều kiện, ông sẽ làm một cái cầu bê tông, nhưng mà mình ở dạng giả gỗ anh,
ví dụ như từ cái đầu lộ hồi nãy mình chỗ mình uống nước đó, làm một cái xuyên thẳng qua gừng luôn. Thì có thể là bề ngang của cầu chừng 2 mét thì tùy theo điều kiện. Cầu bê tông. Bê tông. Mình giả gỗ. Thì có thể là trong đoạn gì cái có vài cái tâm cái quán để đúng rồi, đúng rồi. Thú vị hơn. Tại vì nhiều người thực sự em thấy nhiều khách du lịch đó, nhiều khi nhiều người không dám đi cầu này đâu. Nhất là mấy chị ở thành phố. Mặt đầm rồi anh ha. Đi cái này là khó đi lắm ạ. Mình đi tới đây thì anh cần anh chuẩn bị là dừa nước đó. Đặt cũng đặc sản ở đây. Rồi ăn chung với mật ong gừng. Mật ong gừng cũng đại khu gừng này luôn. Rất là ngon. Thủy chiều anh đi ra tới đó là bắt đầu thủy chiều nó lên đó. Đây là lúc thủy chiều lên này thì ốc bắt đầu là nó ở dưới bãi này, nó sẽ bò lên trên cây, nó leo lên cây rất là nhiều. Có thể mình ngồi đợi thủy chiều lên chút là mình sẽ đây đến dừng chân không anh? Đến dừng. Nãy giờ là khoảng 200 mét không ta? Quý vị thân mến, nãy giờ thì chúng tôi đi trên cầu tre, cầu khỉ như thế này là khoảng hơn 200 mét rồi. Và chúng tôi đang đến điểm dừng chân tại rừng bần Nguyên Sinh. Là xung quanh thì chúng ta thấy là có những cây mắm và những cây cao lớn như thế này là cây bần. Và hiện tại thì khi mà nhìn xuống áo này mặt nước thì thủy triều đang lên. Quý vị ơi, thủy triều đang lên. Và theo như chia sẻ của anh Đương thì khi thủy triều lên thì những con ốc nó sẽ bò lên cây phải không anh? Nghiêu. Dẫn cho mấy anh em ghi hình ra nhìn sao mà biết là nghiêu nó đang ẩn nấp ở dưới bãi. Đúng rồi. Ốc đen này hầm dừa là bá cháy luôn anh ơi. Nghiêu mình có thể biết được con nghiêu không anh? Nghiêu à? Nghiêu thì có thả mà cái này khúc này không có. Dạ. Ở lúc mà kia. Dợp, hình như giờ là dợp nhìn thấy nhiều lắm. Dợp. Thì nó lú lên đó. Đó. Thủy chiều lên thì ngộ quá, thủy chiều lên là bắt đầu lú lên nhiều. Thủy chiều lên là nó lên nhiều. Thủy chiều lên có bộ nhanh ha. Lên nhanh. Mấy cái còn 400 nữa. 400 mét nữa là tới biển phải không anh? 400 thước nữa là tới biển. Dạ. Đó kêu cống số mấy anh? Cái này hả? Nó kêu cống số 1. Có thấy không thấy. Nên em thấy là chiều nay em đến thì sao như là không thấy chú khỉ nào hết. Nói chung là sáng thì bầy khỉ nó lên cũng bầy mấy trăm con đó mà cho nó ăn rồi cái nó vô gừng chân à. Cho nên là không có thấy. Thường là buổi sáng nhiều ha. Buổi sáng nhiều, cỡ 8 giờ. Dạ. 8 giờ là nó lên ăn. Dạ. Quý vị và các bạn thân mến, một điều thú vị nữa khi chúng ta đến du lịch tại rừng bần Nguyên Sinh đó chính là chúng ta nhìn thấy những con ong rừng như thế này. Như theo anh Dũng chia sẻ thì đây là ong rừng là mình ở ngoài rừng là mình lấy mật đó phải không anh? Lấy mật. Anh ơi, nhưng mà thấy là nó vào đây làm gì anh? Em thấy đậu xung quanh những cái chỗ nước mình nè. Mùa nắng nè, thiếu nước nè. Sẽ vào trong này nó hút cái nước ngọt. Cái nước sông của mình hiện nay giờ nó đang độ mặn. Bây giờ nó nước mặn nó hút con không được, giờ nó hút nước ngọt mình nó tạo được cái bụi phấn thành nó về nó dựa vô cái độ mặt của nó. Cái vậy thì mình đứng gần nó có đánh mình không anh? Không, này em thấy nó bay đụng mình luôn á. Bình thường nó đánh mình. Bây giờ em có thể gõ đi nó bay lên được không? Nó bay lên đó. Thú vị quý vị. Nó bay khắp nơi nhiều khi chạm vào mình nhưng mà không đánh. Wow. Vậy nó sống hàng ngày ở trên này mùa nắng đó này chị. Nhưng mà nếu mà thay vì mình đi lại tới chỗ mình lấy ổ có thể đánh mình, thà cho nó đánh mình. Nhưng mà vào đây uống nước thì không đánh mình. Không đánh mình. Quá là thú vị luôn. Đây mình cũng kịp từ bắt nó, mình thường phải nó. Nó bay lên rồi. Nếu mà mình vào tổ nó thì mình bắt nó có thể đánh mình. Nó có thể đánh mình. Chùm khăn vào mặt mình mới lên bắt cái mật được. Nếu mà khi bắt mật nó mình phải dưỡng lại cái con, số con. Để mình bắt thật hay thì sau con nó bự ra thêm sinh sản ra thêm để mình bắt thêm lần tiếp. Wow, thật là tuyệt vời, đến đây có thể mua một ong rừng về nhà để sử dụng, rất là tốt cho sức khỏe. Nó bay dèo mà không đánh. Quý vị có thể nghe tiếng dèo dèo của ong.
tạt nước cho nó đeo theo cái bông hoa rồi đó. Dạ, dạ. Cho nó uống. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây ngoài việc là trải qua cái cảm giác mạnh khi đi cầu khỉ 300m ngoài đến khu rừng Mạnh Nguyên Sinh, nhìn ong rừng uống nước một cách rất là dễ, rất là tự nhiên, rồi thưởng thức đặc sản như là dừa nước rồi mà ong rừng, thì chúng ta có thể trải qua cái cảm giác đó là ngồi câu cua như thế này đây, ngồi câu cua rất là thú vị. Và dính con nào thì chúng ta lên để là vào nhà dân chúng ta có thể là luộc hoặc là làm chế biến và chúng ta thưởng thức luôn, rất là thú vị, có phải không ạ? Đây một con cua. Mình để lại cua đực hay cua cá đây. Đực. Đúng rồi. Và đây quý vị là thành quả của chúng tôi. Chưa đầy 5 phút là chúng tôi đã dính được một con cua biển. À. Wow, rất là tuyệt vời vậy. Hồi nãy mình vậy luôn là nó bị vậy. Đúng rồi. Nhả nó ra là tự động rồi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng tôi đã có một cuộc trải nghiệm đi trên chiếc cầu khỉ dài 300m vào cánh rừng Bằng Nguyên Sinh, rất là thú vị. Rất tiếc là chiều nay thì không có khỉ anh Đương ha. Chiều nay thì khỉ nó ăn no xong nó vô rừng hết trơn. Dạ, em nghe nói thì khỉ ở đây rất là dạng và nhiều khi vào nhà của người quản lý là lục cơm luôn anh. Như nãy anh Dũng anh quản lý ở đây đó thì dạ, những lúc mà gia đình ảnh lo công việc rồi cho nên không có thời gian để cho khỉ ăn thì dạ, nó vô trong bếp dở nồi cơm đó, như nãy anh kể cho mình nghe đó. Dạ dạ dạ. Còn em thấy rất là thú vị, bên đây là quý vị thấy không, cánh rừng Nguyên Sinh rất là rộng lớn, còn phía sau của chúng tôi là một cái hồ rất là đẹp nên thơ quá anh ha. Đây là có nuôi cua, dạ, có nuôi cua dưới đây. À, có nuôi cua dưới đây ha. Dạ. Còn hình như mình nói đây là cái trạm dừng chân ha, chỗ dừng chân. Dừng chân dạ, sau khi khách mà đi tham quan trải nghiệm ở trong rừng dạ, có thể dừng chân đây rồi thưởng thức những món đặc sản dạ, như là mấy anh đang chuẩn bị cho mình đó là dạ, những cái món như là dừa nước dạ, cộng với mật ong rừng ở tại cái khu rừng Nguyên Sinh này, lát dạ, nữa mình dạ, sẽ cùng nhau thưởng thức. Thú vị quá. Quý vị thân mến, nếu quý vị mà yêu thích cảnh thiên nhiên gần gũi này, gặp những cái rừng Nguyên Sinh thế này thì hãy đến với là rừng Nguyên Sinh tại xã An Thạnh Nam. An Thạnh Ba. Nếu quý vị yêu thích cái cảnh không gian thiên nhiên hữu tình thế này thì hãy đến xã An Thạnh Ba của huyện Cù Lao Dung để khám phá nha. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ chờ để thưởng thức dừa nước đặc sản ở đây cùng với mật ong rừng. Rồi, mời mấy anh em mình cùng thưởng thức cái món đặc sản để cho khi tham quan trải nghiệm cái chỗ rừng bằng. Thơm không mình ăn được. Thơm quá. Thơm. Mà cái ở trong đây mình là rừng bằng không, nhưng rồi cái dừa nước này là anh mình tìm ở vòng vòng đây có nhiều không? Nhiều. Rừng này mà thuộc rừng lá, dừa rừng bằng và dừa rừng lá luôn. Tại khi nãy mình trải nghiệm thì thấy bằng thì nhiều. Rất là tuyệt vời. Mập thơm. Ngon. Cái này đó là hôm nay chúng tôi có một trải nghiệm rất là thú vị bên rừng bằng Nguyên Sinh, cũng như là thưởng thức đặc sản ở đây, đó chính là dừa nước và mật ong rừng. Và rất là cảm ơn anh Đương cũng như các bạn đã đồng hành trong chương trình của Lưu Dung Du Ký tập này, và sẽ hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình của Lưu Dung Du Ký tập này.